Hello, xin chào tất cả bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình có thời gian nên mình làm một bài hát, làm một cái video về cái bài thánh ca, đó là bài Ca Vàng Tình Yêu Chúa. Đây, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để các bạn vào intro này, cũng như là xác định cái điều đánh, và đó là cái quan trọng, đó là các bạn đềm như thế nào để cho ca đoàn nó hát. Rồi thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thì các bạn vào intro đầu tiên, thì các bạn mới nghe cái đoạn rào của mình đầu tiên đấy, cái đoạn intro của bài hát này. Thì bài này cơ bản thì các bạn, nếu ai chưa biết xác định hợp âm chữ cho bài hát thì các bạn cũng coi lại cái video, và nếu ai chưa biết chép hợp âm cho bài hát thì các bạn cũng xem lại video. Ở đây thì intro chúng ta sẽ lấy hẳn cái đoạn đầu của bài hát này luôn. Bài hát này là hợp âm gì? Hợp âm rê thứ nhá. Các bạn nhìn xem ở đây có si dáng, mà si dáng chỉ có hai trường hợp của hợp âm, đó là hợp âm pha trường và hợp âm rê thứ. Ở đây thì chúng ta quan sát, mình nhắc lại bài cũ này, nó kết ở rê đúng không? Đấy, đây nó cũng kết ở rê. Thì các bạn đủ biết đây là hợp âm rê gì? Đó là rê thứ. Và nhịp là nhịp 24. Vâng. Và cách xác định nhịp 24 ba lát hay nhịp 24 slow các bạn học rồi. Bây giờ nhìn vào ở đây toàn nốt liên ba, mà toàn nốt liên ba như thế này đó là nhịp 24 gì? Nhịp 24 slow. Mà điều đánh slow thì nó có những điều đánh cơ bản nào? Đánh slow mình chỉ nhắc lại bài cũ thôi nhá, các bạn có xem lại cái video trước để các bạn hiểu rõ hơn. Bây giờ các bạn sẽ lấy intro cái đoạn đầu của bài hát này luôn, đó là tình yêu Thiên Chúa bao la từ như biến người tình yêu Thiên Chúa mà rồi từ giờ đến rồi đến sô thì các bạn kết về hợp âm rê, hợp âm chủ cho bài hát để cho để cho các đoạn vô luôn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ cất intro một đoạn cho xem này. Mình đánh trầm thôi nhá. Đấy, intro các bạn nhìn nó rất là đơn giản nhưng nó rất cũng khá là khó đấy, bởi vì đầu tiên thì tay trái của các bạn chúng ta sẽ chơi quáng 8 kết hợp với 9-10. Các bạn nhìn kỹ nhá, đây là âm rê nhá, rê la rê mi fa. Đấy, các bạn thấy chưa, rê la rê mi fa. Rồi bây giờ lên hợp âm pha thì là fa đô fa son la. Rồi chúng ta lưu ý ở đây có hợp âm pha thăng, đây là hợp âm pha thăng thứ. Đấy, pha thăng thứ thì có pha, rê và pha. Đấy. Hoặc là các bạn cũng có thể chơi nốt đô thăng này cũng được. Các bạn chơi đô thăng. Đấy. Fa, rê, fa, son, la. Đấy. Rồi cái đoạn này, cái đoạn chày này của các bạn, đó là hợp âm son thứ. Son thứ ai chưa biết xem là hợp âm nhá, son si dáng rê. Thì các bạn sẽ chạy như thế này, các bạn sẽ chạy thế bấm 2 của cái hợp âm son. Đây là thế bấm 1 của son thứ nhá, son si rê.
Rồi, thế bấm 2 là si giáng re son đúng không? Đúng, đây là si giáng. À, đây là thế bấm 2, còn thế bấm 3 re son si giáng. Đấy. Rồi các bạn sẽ chạy thế bấm 2 của nó, thế bấm 2 thì si re son thì các bạn sẽ chạy. Xin lỗi các bạn, này các bạn nhìn xem lại nhé. Đấy, các bạn xem lại nhá. Si son, si re son, si re son, si re son. Đó, nó chơi ba lớp và ba cái tầng của đàn là được. Đấy, các bạn khi các bạn đánh nhanh thì nó giống như một cái hòa âm rất là khó, thì người ta sẽ không biết là mình chỉ chơi hợp âm son, thế bấm hai của hợp âm son thôi. Đó là, đấy chỉ là si re son. Rồi si re son và si re son, nhớ là si giáng nhá. Đó, pha thăng thứ đó đây 8 9 10. Đấy, các bạn thấy chưa, các bạn đệm nhanh để cho đủ cái nhịp. Mắc là từ như viên khơi là chỉ có 3 nhịp đúng không? 3 nhịp. Các bạn sẽ chơi. Các bạn kết về âm re son do re mi là âm đô nhá, son do re mi son re fa trường. Ấy, ở đây thì các bạn sẽ kết như thế này. Vì có hai kiểu kết, thì một là các bạn sẽ giữ hợp âm lại. Rồi giữ hợp âm lại và người ta từ lấy nhịp. Thứ hai là các bạn kết theo kiểu 9-10 lúc nãy mình kể, nhưng mà các bạn rải khoảng 2 tầng đi. Các bạn rải khoảng 2 tầng của đàn, cái đàn organ này. Đây. La thứ nhá. Son fa mi re 9-10 này. Đấy. Rồi kết này, các bạn xem lại cái đoạn kết này. Một là kết như thế này. Rồi các bạn giữ lại để các đoạn từ liên nhịp. Thứ hai các bạn có thể kết son fa mi re. Đấy, đây các bạn kết như thế này, re la re mi fa, re mi fa la re. Đấy, các bạn kết hợp âm re thì các bạn có thể bấm cái thế bấm hai của nó là fa la re, thì các bạn chạy nhanh một cái. Đấy, nó sẽ tạo một cái điểm nhấn rất là hay. Này, các bạn xem lại cái đoạn kết nhá. Re la re mi fa, re mi fa la 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 re ế fa la re, thì các bạn đi đánh nhanh một phát re ế. Này các bạn xem lại nhá. Đấy, các bạn mình sẽ nói rõ hơn nhá, đó là re la re mi fa la re mi fa la re ế. Nó chỉ lặp lại thôi, vẫn là re la re mi fa la re mi fa la re. Đấy, thì các bạn sẽ chơi là re mi re la re mi fa la. Ở khi các bạn đềm nhanh thì nó rất là hay. Các bạn chú ý cái rải tay của mình nhá. Re la re mi
bạn đảo đảo tay này, các bạn chuyển ngón cái lên đấy. Ở đây thì các bạn có thể dùng cái ngón nốt cuối này, các bạn có thể dùng ngón nào cũng được. Rê la rê mi fa la, các bạn đảo ngón lên đấy, các bạn đảo lên đấy, các bạn như vậy. Rê mi fa la đấy. Là đơn giản đúng không? Rồi mình sẽ đệm lại intro, các bạn xem mình đệm chậm nhá. Rê thứ, fa tam thứ. Rồi ở đây rồi các bạn chú ý chạy này. Đó, các bạn chạy thế bấm hai của hợp âm son thứ này, son này, son rê son chạy. Hoặc là các bạn có thể kết. Rồi các đoạn từ vô. Tình yêu Thiên Chúa bao la như biển khơi. Rồi ở đây các bạn học được thêm một cái điều đềm của nhịp slow nữa, đó là cái điều này. Tình yêu Thiên Chúa xem lại nhá. Chúng ta vào bài hát luôn nhá. Bây giờ là xong intro rồi, bây giờ chúng ta sẽ quất cái bài hát này luôn. Tình yêu Thiên Chúa bao la biển khơi. Đấy, cái điều đềm này. Rê la rê. Sao? 1 Thiên Chúa bao la như biển khơi. Tình yêu Thiên Chúa đấy, tình yêu Thiên Chúa đây. Các bạn muốn biết là mình đang đềm hợp âm gì thì các bạn cứ tải cái bài hát này, mình để cái link bên dưới thì các bạn về xem. Thì người ta đã hướng dẫn cái intro sẵn cho các bạn đây. Quên, mình xin lỗi, đó là cái hợp âm sẵn của bạn này các bạn. Đềm theo cái hợp này, dây trưởng, dây thứ. Những cái hợp âm này nếu các bạn chưa biết thì các bạn có thể hỏi mình, hoặc là các bạn học thêm cái về cái hợp âm. Mình đã chỉ một số cái bài rằng, hoặc là các bạn có thể mua cái tài liệu học của mình để các bạn biết rõ như thế nào là cái hợp âm nhá. Rồi ok, mình nói lại cái điều đềm này này. Rê la lê. Cái điều đềm thứ hai đó là kiểu rải của nhịp 24 slow hôm trước chúng ta đã học rồi. Đấy, đây là âm rê trưởng nhá, có pha thăng này. Tình yêu Thiên Chúa la 7. Hoặc các bạn có thể chơi là la đô thăng son. Đây là nó sẽ ra hợp âm la 7. Đấy. Đấy. La trưởng 7 đấy. Rồi. Các bạn cứ đềm như vậy, nghỉ Thiên Chúa bao la. Mình không nói rõ nữa bởi vì các bạn muốn biết về cái điều đềm 24 slow rải này thì các bạn xem cái video lại cái video đó nhá. Tình yêu Thiên Chúa ta lâu thầy trời đêm chùa có khắp ngàn phương.
bạn chú ý cái đoạn kết này, nếu đường dương thế thì các bạn sẽ kết hợp âm, đó là hợp âm la tường bảy dương thế. Đấy này, các bạn nhìn nhá, tay phải của cái tay trái của mình vẫn là la mi la, nhưng tay phải của mình đó là đô thăng mi và son. Các bạn chạy như thế này, đô thăng mi đó, và đến cái bậc cái dãy cuối cùng thì các bạn chơi la trưởng, đó là đô thăng mi và la thôi. Đó, các bạn kết về la trưởng này, các bạn xem nhá, các bạn chơi trầm này. Đấy, các bạn xem lại nhá. Ở khi chúng ta chơi nhanh thì nó sẽ ra như vậy. Cái này các bạn cứ tập từ từ rồi, phía trước mình cũng đã chỉ rồi. Rồi. Đấy. Và đô thăng mi và la. Đấy. Hoặc các bạn có thể chạy bậc 1 cũng được. Đấy. Chạy thế bấm 1 của nó, thế bấm 1 đây, lúc nãy là mình chạy thế bấm 2 của âm la trưởng nhé, bây giờ thế bấm 1 là la đô thăng mi. Thì các bạn ạ. Và giao thăng đèo đường dương thế. Đấy, này. Đấy. Đấy. La đô thăng mi và cho cái nốt la cuối nữa. Đấy, này thì nó sẽ ra hợp âm la trưởng các bạn. Rồi, ok. Rồi xong cái đoạn 1 nhá, bây giờ chúng ta sang đoạn 2 này. Và thì người ta sẽ hát lại cái đoạn 2. Tình như thiên sứ, em như dòng sông lướt trời. Thì hơn núi Thái Sơn các bạn đưa về bậc 5 của cái hợp âm đó, đây hợp âm chủ là rê, thì bậc 5 của nó là hợp âm la, các bạn đếm có phải 5 không, 1 2 3 4 5 đúng không, 1 2 3 4 5, 5 là la, thì các bạn vẫn ngỡ thông hơn như Thái Sơn. Đơn giản ở đoạn này thì các bạn cứ chạy như thế này, tay trái của các bạn sẽ chạy rê đô si, nhớ là si dáng nhá, rê đô si la, các bạn sẽ chạy đấy, các bạn kết hợp âm luôn đây. Đoạn chúng ta chạy cái đoạn này, mình đánh chậm nha, đó la trưởng, đây là thế bấm 3 của âm la trưởng này, mi la đô, hoặc là các bạn chơi thế bấm 1 cũng được, la đô mi. Đấy, như vậy rất đơn giản. Rồi tiếp tục đoạn điệp khúc nhá, ca vang tình chúa buồn. Đấy, đây là kiểu đầm đềm khác của hợp âm của nhịp 24 slow nhá. Các bạn xem lại nhá. Âm la trường thì các bạn có thể cũng chạy cái thế bấm 2 của âm la trường. Đấy, các bạn chỉ chạy 2 bậc thôi. La mi la và la mi la. Ok. Ngày là suối mông cao vời. Bài
bài này dùng hợp âm rê trưởng rất là nhiều. Thuộc bài này lắm, mình chỉ hát nhẩm để cho các bạn nghe, các bạn cứ chịu khó nghe và các bạn đềm nhá. Rồi các bạn đến tìm đến suối nguồn thì các bạn để đềm lại cái kiểu dài của hợp âm rê, đó là rê mi fa la, rê mi fa la, rê. Các bạn xem này, đấy, rê mi fa la đảo, rê mi fa la đảo, đấy, la fa la rê, đấy. Rồi một bài này cơ bản là chúng ta lưu ý cái chỗ chúng ta rải, chúng ta fill thôi, đó là kiểu fill thứ nhất mình nhắc lại, đó là rê. Kiểu fill thứ hai đó là âm son, son thứ. Kiểu tiêu thứ ba là la trường. Rồi, nó chỉ có như thế thôi. Rồi, một cái mẹo để các bạn chuyển hợp âm như thế này. Ở bài này thì đó, các bạn có biết vì sao người ta lại đê rê thứ và nghe ra rê trường? Thì nó có một cái liên hệ, các bạn nhìn vào cái ô nhịp đằng sau. Ô nhịp đằng sau. Ở đây đó là hợp âm son thứ. Thì từ bậc 1 chúng ta đây 1 2 3 4, đó từ 1 chuyển lên 4 đó là rê là 1 này, son là 4 này. Thì các bạn thông thường á, không chỉ bài này, ngoài ra những cái bài mà có âm rê thứ, các bạn cứ ở sau này nó là nốt si hoặc là nó là nốt son, mà trước này nó là nốt rê hoặc là nốt pha đi, thì các bạn cứ đềm rê trường, sau các bạn chuyển lên son, son thứ, nghe rất là hay. Các bạn thử xem mình đềm nhá. Chúa, sau rê thứ, rê trường 7 và đến son thứ. Các bạn này. Tình yêu Thiên Chúa bao la. Đấy, rê trường, thấy chưa? Chúa bao la, tựa như biển khơi, son thứ. Đấy, kiểu này, kiểu chảy của son thứ. Rồi, các bạn thấy chưa, tất cả những bài nào có hợp âm rê thứ thì các bạn cứ nhớ đó cho mình, nếu như các bạn muốn nối hợp âm như vậy rất là hay. Hôm sau mình sẽ làm cái video nối tất cả rất là nhiều hợp âm nữa, không chỉ rê trường chuyển lên son thứ, ngoài ra còn có la chuyển lên rê nữa, đấy vân vân rất là nhiều, rồi đô 7 chuyển lên pha vân vân. Thì các bạn lưu ý ở bài này thì chúng ta có điểm nhấn đó là từ rê trường chuyển lên son thứ. Chúng ta chuyển đúng thì rất là hay. Rồi ok. Bài này mình làm sơ như vậy thì nếu như bạn nào có thắc mắc thì chúng cứ comment ở phía dưới hoặc là nhắn qua cho mình. Mình sẽ hướng dẫn thêm các bạn, và các bạn vào cái YouTube của mình để các bạn xem rõ hơn, học kỹ hơn các cái bài học. Thì ngoài ra thì mình có cái bộ tài liệu ngoài ra mình có bán cái bộ tài liệu học đềm đàn từ A đến Z, đó là cái lộ trình học và rất là hiệu quả. Thì nếu như bạn nào muốn mua và học thì chúng ta liên hệ để chúng ta mua cái bộ tài liệu và chúng ta học từ A đến Z nhé. Thì cảm ơn các bạn, thì chúc các bạn thành công.